Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Honey Beauty. Mình là Hạnh Nhân, hiện là giảng viên bộ môn nail của trung tâm Honey Beauty. Hôm nay mình quay lại với chủ đề là học nail không có nghèo. Và để vào cái chủ đề này thì mình sẽ giải đáp thắc mắc một câu hỏi của rất là nhiều gửi đến cho mình. Đó là không có khéo tay thì học nail có được hay không? Theo như kinh nghiệm mà giảng dạy tại trung tâm thì mình quan sát mình thấy là ở trung tâm mình có rất là nhiều là các bé nhỏ tuổi có và có những anh chị lớn tuổi đi học cũng có, nam có, nữ có và phì giới tính cũng có. Nhưng mà đa phần khi mà học xong thành nghề rồi thì các bạn rất là hài lòng về cái quá trình mình học tập cũng như cái kết quả học tập. Vậy thì để các quay lại giải đáp cái câu là học nail mà không có năng khiếu, hay là tôi là nam học nail được không, hay là tôi là người lớn tuổi học nail có được không, thì câu trả lời ở đây là hoàn toàn được. Hiện tại là mình đang lên một cái mẫu Burberry, mọi người hay gọi nôm na là mẫu Burberry. Thật ra là mẫu này là mẫu kẻ đường thẳng thôi, là mẫu để cho học viên vẽ theo mình thôi ha. Thật ra với một người mà không có hoa tai thì có hoa tai thì cũng tốt. Với người có hoa tai thì người ta học nhanh. Ví dụ như là mình làm mẫu một lần thì người ta đã nắm bắt, người ta làm lại đẹp liền. Còn với người không có hoa tai thì mình làm từ từ thôi các bạn. Mình sẽ luyện tập. Người ta làm nhanh, người ta làm liền 10, 15 phút được. Mình thì ok, nửa ngày rồi cũng được hết đó, không sao đâu. Chủ yếu là cái phần mà cái giáo trình phù hợp với từng người nè, rồi cái cách mà kèm cặp của giáo viên nè. Bạn cứ tham khảo ở nhiều nơi thì bạn sẽ thấy được cái nào là phù hợp với mình hơn. Rất là nhiều người mà cảm giác như là nghề nail nó không hợp với mình, nhưng mà khi mà vô học rồi thì mê mẩn luôn á. Trung tâm Honey Beauty thì sẽ phân ra, hiện tại đang có phân ra làm hai lớp ha. Thứ nhất là lớp nail salon và thứ hai là lớp đắp bột chuyên sâu. Thường mình thấy một số học viên học ở Việt Nam hoặc là chưa biết gì về nghề thì nên tham gia các lớp nail salon, vì trong cái lớp nail salon đó là cơ bản và tổng quát nhất. Cơ bản ở đây là cơ bản từ cái bước mà bạn không biết gì về nail ha, và từ cái cách cầm kềm, cái cách đi kềm, cách cắt da sơn sao cho đẹp, rồi đến những cái bài nâng cao hơn để trang trí cho bộ móng đẹp hơn, đó là làm hoa nổi như thế nào, cắt mắt hoa như thế nào. Rồi một môn nữa là môn mà Việt Nam đang rất là thịnh, đó là môn đắp gel ha. Đắp gel Việt Nam thịnh, và môn đắp gel xong đó, trong cái môn đắp gel đó thì mình có phân ra làm nhiều bài, những cái bài giúp cho bạn là thứ nhất là đắp gel sao cho nó hạn chế được cái độ tràn nè, độ gồ có nè, rồi trang trí làm sao cho một bóng nó thật đẹp, từng cái bài đắp gel trang trí riêng. Rồi đắp gel xong thì chúng ta sẽ quay về cái bài cơ bản nhất và tổng quát nhất, đó là cái bài trang trí. Bài giống như là một cái dạng thiết kế ở trên sân gel. Thì trang trí này thì chúng ta từ cái cơ bản nhất là vẽ bằng đầu bi như thế nào, hay là tới những cái hot trend hiện tại chẳng hạn. Hot trend nói chung là ở đây là cập nhật xu hướng rất là nhiều. Trend gì đang có thì cô giáo sẽ hướng dẫn học viên cái đó. Nếu như ở trong năm mình thì trend rất là nhiều thì chúng ta sẽ bắt trend theo từng cái giai đoạn. Và ví dụ như sắp Tết thì phải chuẩn bị cho những cái mẫu Tết cho tiệm của mình ha, những mẫu Tết nè. Rồi qua Tết thì sẽ tới là cái mùa Valentine, rồi mùa 8 tháng 3, rồi mùa hè, rồi mùa thu, mùa xuân, mùa đông. Nói chung là về cái bài trang trí thì thường đưa đa phần là vô những cái trend và những cái mùa để cho học viên khi mà ra nghề thì phải biết chuẩn bị tiếp phía tới để đón được nhiều khách hơn. Đó là về cái lớp nail salon. Còn về cái lớp đắp bột thì đa phần dành cho các anh chị đã biết sơ qua về cơ bản về nail rồi. Và các anh chị này thường là ở nước ngoài về học để nâng cao. Học ở nâng cao ở đây để mình có thêm một cái thu nhập về bột rất là lớn ha. Đắp bột thì mình sẽ từ cái cơ bản nhất, đó là cầm cọ như thế nào, cách phân biệt liên quỳnh, cách phân biệt bột, cho đến cái lý thuyết về các bước để đắp bột bền đẹp ở trên một bàn tay, rồi các bài về kỹ thuật như là bài như về và 20+ bài về kỹ thuật nữa nha các bạn. Tổng cộng 20+ bài về kỹ thuật về đắp bột từ cơ bản 4 viên sau ha.
Mình thấy là ở trung tâm mình có rất là nhiều anh chị ở nước ngoài về có một khoảng thời gian ngắn để thăm gia đình thì cũng cố gắng sắp xếp đi học. Thì lúc đó trung tâm sẽ có những cái lịch để các bạn có thể học cấp tốc mà nắm bắt được từ cơ bản cho đến nâng cao phù hợp với lại cái thời gian mà bạn sắp xếp được. Ở lớp nail của trung tâm thanh niên sẽ bao gồm hai lớp là lớp nail salon và lớp đắp bột chuyên sâu. Thì lớp nail salon gồm có 4 học phần và lớp đắp bột chuyên sâu thì từ cơ bản cho đến những cái bộ móng nâng cao. Có hoa tai thì tốt, nhưng không có hoa tai cũng chẳng sao. Tại vì á, khi mà mình làm nghề á, thì mình thấy là có những cái vật hỗ trợ mình, chẳng hạn như những cái bút chấm bi như rất là thần kỳ ha. Rồi lỡ như mà mình vẽ nét thẳng hoài không thẳng mà cái đường sọc ra rồi thì mình lấy những cái cọ phù hợp thì mình kéo đường nó cũng thẳng thôi. Và đặc biệt ở trung tâm Honey Beauty á, thì không có bó buộc về thời gian học tập. Mọi người thường nói với nhau á, là mua một suất học tập á, thì sẽ được học trọn đời. Có nghĩa là có thể có thời gian bạn rảnh mà đi học, cũng có thể bạn đi nước ngoài rồi bạn quay về và nói cô ơi, hồi đó em có học ở đây nè, em có bảo lưu kết quả rồi, nhưng mà em vội đi nước ngoài để làm việc kiếm tiền, bây giờ em muốn quay lại để em học tiếp cái học phần của mình chưa có học xong á. Thì ở trung tâm là có cái chuyện bảo lưu trọn đời nha. Và đặc biệt, một điều đặc biệt ở trung tâm nữa là không có ép mua đồ. Bạn có thể đem đồ nghề ở bên ngoài đến trung tâm coi xem có phù hợp hay không. Phù hợp thì sẽ giảng dạy trên cái đồ nghề của bạn thôi. Các bạn có thể đăng ký online hoặc cũng có thể đến địa chỉ 161 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận để đến tham quan trực tiếp nè và được tư vấn những cái học phần phù hợp với bản thân, có thể có được những chương trình giảm giá hấp dẫn nữa. Xin mời các bạn nha.